Con gái ai cũng mơ ước có một hàng mi dày, dài và cong tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu được làn mi ưng ý, rất nhiều người phải nối mi để có làn mi dài như mong muốn. Để cải thiện làn mi, ngoài việc nối mi thì bạn có thể sử dụng các sản phẩm dưỡng mi để cải thiện tình trạng lông mi. Sản phẩm dưỡng mi đang hot hiện nay là dưỡng mi Feg, được chiết xuất 100% thiên nhiên, được nhiều người đánh giá cao. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm này, hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu kỹ hơn về dưỡng mi Feg cũng như biết cách sử dụng làm sao cho mi nhanh dài và cong nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để mi dài và cong hiệu quả, bạn có thể thực hiện theo các bước sau. Bước 1, rửa sạch bằng nước tẩy trang và lau khô vùng mi mắt, vùng da mắt trước khi sử dụng. Bước 2, dùng cọ nhúng một lượng vừa đủ vuốt nhẹ vùng chân mi như khi kẻ mắt, bạn chỉ cần kẻ nhẹ theo chiều mọc tự nhiên, không bôi quá nhiều serum. Bước 3, chờ 30 giây để dưỡng chất thấm sâu hoàn toàn vào chân mi, sau đó trang điểm như bình thường. Mặt khác, bạn cần biết một số lưu ý khi sử dụng dưỡng mi Feg. Nếu muốn nhận lại được kết quả như ý khi dùng dưỡng mi nhà Feg thì hãy chú ý một vài điều cơ bản dưới đây khi sử dụng dưỡng mi trong 3 tuần đầu tiên, bạn tuyệt đối không được chảy mắt Kaza vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm dài. Nếu bạn đang nối mi mà muốn sử dụng dưỡng mi FEG, thì phải đợi sau 3 ngày thì mới có thể bắt đầu dùng sản phẩm này để dưỡng mi. Sau 2 tuần, dưỡng mi của FEG sẽ cho kết quả, nhưng tùy vào cơ địa mỗi người mà lông mi mọc nhanh hay chậm. Lạm dụng là điều mà nhiều người mắc phải khi dùng dưỡng mi vì muốn nhanh chóng có được kết quả như ý. Thế nhưng, nếu dùng quá nhiều thì có thể gây tác dụng phụ như đỏ mắt hoặc thâm mắt. Cuối cùng là trong khi dùng dưỡng mi không được để sản phẩm dính vào mắt. dưỡng mi FEG mắc hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dưỡng mi FEG mắc hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.